đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Hôm nay mình làm cái clip này hướng dẫn cho các bạn phân biệt các loại linh sam, hướng dẫn cho các bạn mới tập chơi thôi nha. Còn mấy bạn chơi lâu năm mấy bạn biết cái này hết rồi. Các bạn mới tập chơi thôi, mình hướng dẫn một số giới thiệu một số loại linh sam cơ bản thôi. Đó, mấy bạn xem thấy hay thì nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha, like, subscribe và chia sẻ nha. Rồi quay lại gần thì mình giới thiệu một số loại cơ bản. Xa xíu cho này. Thứ nhất là đây là linh sam tím than. Đây tím than nha các bạn. Đó mấy bạn thấy lá nè, hồi mình để gần lại cho mấy bạn, giờ mình để cơ bản cho các bạn xem thôi. Đây là linh sam lá trung. Nó tương tự thường thường hơi giống giống nhau nha xíu nha mấy bạn. Đó mình nhìn kỹ lá mình sẽ phân biệt được. Nè, bạn xem hai cái lá nè. Đây. Một cái bầu, một cái hơi dài. Này là tím than, cái này linh sam lá trung, bông tím nha các bạn, hai loại này đều là bông tím hết. Rồi tiếp theo là sông hinh. Đây các bạn nhìn thấy lá nè, nó khác nhau hết nè, đúng không? Ba loại rồi nè. Tím than, lá trung, sông hinh. Linh sam lá hinh, sông hinh thì nó nhỏ hơn, nó dài hơn nè, các bạn thấy nhỏ hơn, dài hơn. Đây tiếp theo là lá trung hoa trắng. Cái này bông trắng nha các bạn. Nè, bông nó màu trắng nè. Lá trung la hai á, nó gọi là la hai, lá nó hơi dài hơn so với lá trung này nè, các bạn thấy đó, màu trắng. Còn hàng sông hinh này bông màu màu tím, có loại sông hinh màu trắng nữa nha các bạn. Sông hinh màu trắng nữa. Tiếp theo là linh sam 86 bông tím, 86 thì nó chỉ có bông màu tím thôi đó. 86 thường chơi bonsai, nếu những cây mini thì nên chọn 86 thì lá nó nhỏ, mấy bạn chơi cây mini thì nên chọn những cây mà lá nhỏ để mình làm mini, nhìn nó đẹp hơn so với lá lớn. Có loại lá lớn nữa nha bạn, lá lớn là nó lớn hơn loại này nữa, loại đó ít chơi nên đây mình không có. Tiếp theo là Tân Phú hạt gạo. Đó, Tân Phú hạt gạo mấy bạn so với 86 nè, lá nó nhỏ hơn của 86 nữa. Nè, lá này của 86 nè. Còn lá này là của Tân Phú hạt gạo nè, nó nhỏ hơn nhiều luôn. Đó, hoa tím nha các bạn, Tân Phú là hoa tím, 86 là hoa tím, có loại 99 nữa, lá tròn nhưng mà nó ít bông quá nên người ta chơi không có nhiều. Mình giới thiệu cho các bạn các loại mà người ta thường chơi nhiều nhất. Đó, đây là một số loại cơ bản, nó còn nhiều lắm, linh sam nó còn nhiều loại nữa lắm. Hôm nay mình giới thiệu một số cơ bản cho mấy bạn chơi thôi. Tím than là cực kỳ ít luôn nha các bạn. Đó, cây gin là cực kỳ ít luôn. 86 ưu điểm dưới Tân Phú, ưu điểm của nó là ít gai. Tân Phú là không có gai luôn, 86 nó còn có gai nhưng mà cực kỳ ít luôn. Đó, chơi những cây bonsai là nên những chơi những cây này. Đó, những cây mini là mình chơi nên chọn những cây lá nhỏ này mình chơi. Nó quay tổng quan cho các bạn xem nè. Đó, quay xa xa ra cho các bạn thấy. Tím than này lá trung bông tím. Này là hai bông trắng, sông hinh bông tím, 86 bông tím và Tân Phú bông tím. Đó, nay mình giới thiệu một số cơ bản cho mấy bạn mới tập chơi thôi. Rồi mấy bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi chào tất cả các bạn.